Eno Eno, xin chào quý vị và các anh em. Mùa Covid thật là nhàm chán và mùa World Cup sắp tới gần. Vậy anh em đã có tài khoản trên sàn giao dịch Chini.net chưa? Nếu anh em chưa có thì hãy nhanh tay đăng ký theo đường link mà tôi để bên dưới video này. Có thể nhiều anh em chưa biết đến sàn giao dịch Chini.net, nhưng nếu anh em là một fan hâm mộ của một câu lạc bộ bóng đá hay thể thao nào đó thì anh em nên quan tâm đến sàn giao dịch Chini.net này. Thì đây là một sàn giao dịch chuyên nít các token của các câu lạc bộ bóng đá cũng như là thể thao. Anh em sử dụng điện thoại smartphone có thể vào CS Play hoặc là App Store và tải app. Anh em đánh là Chini và chọn đúng cái biểu tượng Chini.net, ok chưa? Còn anh em đăng ký theo đường link mà tôi để bên dưới video này thì anh em lấy cái mã giới thiệu đó. Và anh em lấy đường link, nó sẽ có một cái giao diện như thế này để anh em đăng ký. Anh em nên sử dụng email thay số điện thoại. Bởi vì hiện nay nếu anh em sử dụng số điện thoại bên Mobi hoặc là Vina thì anh em rất khó nhận được cái tin nhắn để xác minh. Đó, thì anh em chỉ nên sử dụng email và cài đặt bảo mật 2FA là có thể giao dịch trên bất cứ một cái sàn nào. Ok, ở đây tôi sẽ chọn email đi. Rồi, và anh em nhập cái địa chỉ email của anh em. Ô bên dưới, anh em hãy nhập mật khẩu. Ô thứ ba, anh em xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Anh em lưu ý, mật khẩu bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Ô này, anh em hãy chọn gửi mã xác minh. Anh em hãy vuốt cái thanh trượt này để cho khớp lại với cái hình. Ô cuối cùng, anh em hãy nhập mã mời, mã giới thiệu là DTHFOV và anh em tích vào tôi đã đọc và đồng ý. Rồi bây giờ anh em hãy mở email lên để lấy cái mã xác minh. Copy này. Copy. Dán. Rồi anh em chọn đăng ký. Thông báo đăng ký thành công. Anh em chọn vào cái biểu tượng hình người. Chọn vào trung tâm người dùng. Ở phần này, anh em cài đặt xác thực Google trước. Chọn ràng buộc. Anh em mà chưa có
Google IFA thì anh em có thể tải từ Google Play hoặc App Store, và anh em quét cái mã QR hoặc copy cái mã này để thêm nó vào cái app Google Authy 2FA. Ok chưa? Bước tiếp theo, anh em nên xác định xác minh ID. Phần này anh em chọn quốc tịch Việt Nam. Nhập họ tên. Anh em sử dụng ID card là cái căn cước công dân. Còn driver là bằng lái xe. Passport là hộ chiếu. Và anh em nhập cái số. Tiếp theo anh em chọn gửi. Và anh em cứ làm theo thao tác như ở đây. Hoàn toàn tất cả nó là tiếng Việt. Anh em đã từng xác minh KYC trên các sàn giao dịch khác thì anh em cũng làm tương tự y như vậy. Ok chưa? Rồi, thì để mà nạp được tiền vào cái sàn này, anh em có thể nạp vào bằng USDT qua cái mạng lưới là TRC20. Đó, anh em chọn vào USDT, chọn gửi tiền và chọn cái mạng lưới TRC20. Anh em chỉ việc sao chép cái địa chỉ hoặc lấy cái mã QR và anh em có thể gửi USDT từ bất cứ sàn nào hoặc là ví hỗ trợ cái mạng lưới TRC20. Ok chưa? Và khi anh em có USDT ở cái sàn này rồi, anh em có thể tham gia mua bán fan token. Anh em mới vào exchange để vào cái sàn giao dịch. Thì đây là danh sách các câu lạc bộ cũng như là danh sách các đội tuyển quốc gia mà sàn Chini họ đã hợp tác và phát hành các token. Ngoài ra anh em có thể, khi anh em có token của các câu lạc bộ thì anh em có thể gửi sang cái sàn SoulCycleX. SoulCycleX.com. Đây, anh em vào cái SoulCycleX đây này. SoulCycleX anh em có thể tải app trên điện thoại smartphone. Đó. Thì anh em có fan token ở đây này. Anh em chuyển sang cái app SoulCycleX. Anh em có thể tham gia vote này hoặc là dự đoán kết quả các trận đấu bóng đá mà họ sắp diễn ra. Thì anh em tham gia vote và dự đoán, anh em có thể nhận được cái token có mã là SSU. Nó là cái mã của SoulCycleX. Đó. Và anh em lưu ý, anh em muốn mua được các token, fan token từ cái vòng đầu tiên thì anh em nên đăng ký một cái tài khoản ở cái app SoulCycleX này. Thường các token họ phát hành là lần đầu tiên họ sẽ nít lên cái trang cái app SoulCycleX này. Sau đó họ mới list lên cái sàn giao dịch chini.net. Sau đó một số fan token của các câu lạc bộ lớn họ mới list lên sàn Binance
sàn FTX và sàn crypto.com. Đó, thì hiện tại ba cái sàn đó cũng cập nhật một số mã token của các câu lạc bộ, nhưng thường là họ đã list trên cái sàn Genie này rồi, sau đó họ mới list lên các sàn khác. Và anh em tham gia thì anh em nên tìm hiểu cho thật kỹ. Ok, đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Anh em chưa có tài khoản sàn Genie và app SoulSide OS, anh em hãy đăng ký theo đường link tôi để bên dưới video này.